tại nó nó nhô ra giống vậy nha. Với lại tại mình bị ngang mình bự là mình cao thì tùy nha. Thì bác đưa cho mình coi, mình ốm mình coi thử trong kiến, mình quay qua quay lại nè, coi trong kiến nha. Đó, mình quay qua quay lại vậy nè. Thì mình đồng ý nó mới làm nha. Dạ em được cái nhô gì nữa không? Đúng rồi. Được không? Dạ được. Ok. Thì bác thấy được đó, tại vì bác nhìn về cái cạnh thẩm mỹ, về cái cạnh an toàn nha. Còn mình sở thích của mỗi người khác nhau. Bác ở đây mình cái túi extra rồi nó làm sao vậy bác? Túi extra, lấy cái túi extra cho khách coi thử, nó mềm. Nó mềm. Ừ, đây nè. Túi extra là túi này. Nhưng mà ví dụ như em sao trễ mà em xài extra thì nó dễ bị sệ hay sao đó? Nói chung là tất cả các túi mình đặt ở dưới cơ hết, còn phần sệ kia là nằm phía ngoài. Dạ. Ừ. Nó sệ hay không là thứ nhất là do cái mô tuyến mình nó nhiều, hoặc là mình đặt lớn thì nó sẽ mau giãn, nó sệ. Cái này sẽ... thì nó mềm hơn, nhưng mà cái này thì nó ưu điểm sao vậy bác? Cái này nó đứng được hơn. Đúng rồi. Ừ, còn cái này thì nó hơi bè bè hơn chút. Cái dáng của nó không đứng bằng cái mô tuyến bạc. Cái mô này là nó có chip hay là không chip á? Ở đâu có chip chứ. Cái này là cái ego. Ừ, nghĩa là bác em hút mỡ bụng á. Ví dụ như mỡ bụng em mà bác có đưa vô phần hớt bông được không? Thật sự muốn bơm vô thì bác bơm thôi. Nhưng bác nói trước là tất cả những cái bơm vô thì nó sống tỷ lệ rất thấp. Có người nó sống ít thôi. Yeah. Ừ. Thì muốn bơm thì bác bơm thôi. Nhưng bác nói trước là nó có sống được bao nhiêu hay không. Hoặc là nó không tồn tại nữa. Yeah. Thì tùy thôi. Nếu đồng ý thì bác bơm. Như em bị hớt mà hớt bên đây mà đặt túi thì nó không có trị được hớt. Thì đương nhiên cái hớt đó là mà không phải là mình muốn bơm bao nhiêu mình bơm đâu. Yeah. Phải bơm một lượng vừa phải thôi. Bơm nhiều quá thì nó tạo một cái khối ra đó. Thì đa số mỡ mới bơm vô là nó sống nhờ thẩm thấu. Nhưng mà cái lượng mình tưởng tượng nguyên một khối bự như thế này thì nó thẩm thấu, nó nuôi cái những cái tế bào mỡ ở phía ngoài. Yeah. Còn ở trong cái lõi nó thì nó không nuôi được, nhiều khi nó bị nó quấn là thành một cục, cho nên nó lợn cợn. Ừ. Cho nên bơm phải mức độ vừa phải thôi. Mình rồi tức là bởi hơi em cầm thử được không? 360, nhưng mà của mình cái mô này rất nhiều, mình đặt lớn quá nó sẽ bự. Yeah. Ừ. Đưa 360. Ở đây không có. 360 hoặc 355. 355 to lắm nha. Được.